chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng xử lý nghiêm sai phạm vụ bữa ăn sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7385 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long liên quan đến việc chất lượng bữa ăn không đảm bảo của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đó, ngày 7 tháng 10, một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, đồng thời tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, theo phản ánh của nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, các em phải ăn cơm, canh thừa với nhiều dị vật trong thời gian học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Cụ thể, các sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau. Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, bát canh ăn dở ở các bàn cũng được thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, nhà bếp yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết số canh thừa này vào một nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau. Đặc biệt, một số sinh viên phản ánh thấy nhiều dị vật trong các bữa ăn khiến nhiều em sợ hãi phải mua bánh mì ăn tạm. Ngày 8 tháng 10, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan y tế địa phương đã xuống cơ sở này để kiểm tra, rà soát hoạt động cung cấp suất ăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường đại học, học viện, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về việc tổ chức ăn tập trung cho sinh viên. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ông bất ngờ khi xem được những hình ảnh bữa ăn được ghi lại. Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, hành động dồn cơm, canh thừa để tiếp tục chia cho sinh viên là không thể chấp nhận được. Ông cũng cho biết Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức được trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra điều này. Nhà trường ngay lập tức dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời giao cho các đơn vị liên quan hàng ngày chỉ đạo kiểm tra giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính cho biết thêm, theo giải trình của đơn vị cung cấp suất ăn, dị vật có trong đồ ăn như dán là đúng sự thật. Bếp ăn giải thích do sơ suất không để ý dán chui vào trong máy thái thịt. Khi có phản ánh của sinh viên, bếp ăn đã xử lý ngay lập tức. Hiện cả nước có 46 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là môn học duy nhất thực hiện bằng luật. Các học viên phải ăn ở tập trung toàn phần theo từng cấp học, bậc học. Từ đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức ăn tập trung cho sinh viên theo môn học này phải được chia theo suất, đảm bảo định lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người học. Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm thừa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc. Sau phản ánh của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết phải ăn cơm thừa, canh thừa trong thời gian học, giáo dục quốc phòng an ninh, ngày 8 tháng 10, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan y tế địa phương đã xuống cơ sở này để kiểm tra, rà soát hoạt động cung cấp suất ăn. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho biết xử lý vấn đề này thuộc thẩm quyền của Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu trường tổ chức lại bữa ăn đúng như quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường đại học, học viện, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về việc tổ chức ăn tập trung cho sinh viên. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ông bất ngờ khi xem được những hình ảnh bữa ăn được ghi lại. Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, hành động dồn cơm canh thừa để tiếp tục chia cho sinh viên là không thể chấp nhận được. Ông cũng cho biết Ban giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức được trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra điều này.
nhà trường ngay lập tức dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời giao cho các đơn vị liên quan hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính cho biết thêm, theo giải trình của đơn vị cung cấp suất ăn, dị vật có trong đồ ăn như dán là đúng sự thật. Bếp ăn giải thích do sơ suất không để ý, dán chui vào trong máy thái thịt. Khi có phản ánh của sinh viên, bếp ăn đã xử lý ngay lập tức. Trong thời gian chờ đơn vị cung cấp suất ăn mới, nhà ăn A15 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Bữa ăn của các tân sinh viên sẽ được phục vụ tại nhà ăn cán bộ trường với sức chứa khoảng 200 người. Nhà trường giao bộ phận phụ trách công tác sinh viên kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng hàng ngày theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơm nóng sẽ không được chia vào một bát to đặt ở mỗi bàn như trước, mà để ở một khu vực cố định, trong thùng giữ ấm để sinh viên tới lấy theo nhu cầu. Đại học Bách khoa Hà Nội đã dán các mã QR code để sinh viên trực tiếp phản ánh về các vấn đề trong trường. Thông qua cách này, nhà trường sẽ chủ động nắm bắt, tránh xảy ra chuyện nhưng trường không hay. Trước đó, theo phản ánh của nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, các em phải ăn cơm canh thừa với nhiều dị vật trong thời gian học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Cụ thể, các sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau. Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, bát canh ăn dở ở các bàn cũng được thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, nhà bếp yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết số canh thừa này vào một nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau. Đặc biệt, một số sinh viên phản ánh thấy nhiều dị vật trong các bữa ăn khiến nhiều em sợ hãi phải mua bánh mì ăn tạm. Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tố phải ăn cơm thừa canh cặn, nhà trường nói gì? Về vụ việc, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã phản ánh rằng các em phải ăn cơm canh thừa với nhiều dị vật trong thời gian học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Được biết, theo quy định, tất cả sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải học giáo dục quốc phòng trong vòng 2 tuần. Chi phí cho việc ăn ở tập trung là 1.630.000 đồng một sinh viên. Trong 2 tuần, sinh viên sẽ cùng sinh hoạt và học tập trong khu quân sự của Đại học Bách khoa. Bên cạnh chế độ sinh hoạt giống quân đội, sinh viên còn được học các môn liên quan đến quốc phòng và an ninh. Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin được đưa ra. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục. Cụ thể, chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm Y tế Bách khoa, nhân viên mới không nắm được quy định, v.v. Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã quyết định dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh, chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để. Giao đơn vị phụ trách công tác sinh viên tăng cường tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, bảo đảm giải quyết kịp thời các thắc mắc, đề nghị về ăn uống của sinh viên. Hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra. Đại học Bách khoa Hà Nội xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.